Cô đừng tưởng có nét giống tôi mà có thể thay thế được tôi. Vai trò cô ở đây hết rồi. Mau rời khỏi đây. Và tất cả mọi chuyện sẽ được giữ bí mật sau khi cô trở về với thân phận thật của mình. Trời ơi, đẹp quá đẹp. Công nhận luôn nha. Cô mặc đồ như vậy hả, trang điểm lộng lẫy như vậy, gì nhìn còn không ra nữa. Số 1. Trời ơi, bình thường á hả, con nghe gì đòi tiền, đòi nợ, tính tiền con mà tự nhiên giờ có được khen á hả? Nghe không có quen. Nhỏ này. À, đi thôi. Sắp đến giờ hẹn với bên La Vesta rồi. Bộ ảnh vừa rồi rất thành công đấy. Khách hàng rất thích. Đi 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 chụp. Dạ. Ủa mọi người đi đâu vậy? Phúc, hai Phúc. Ủa là sao? Kimmy, em tỉnh dậy từ khi nào vậy? Anh còn quan tâm tới tôi sao? Tại sao lại nói như vậy? Bệnh viện không hề báo cho anh một tin gì cả. Anh bận lo cho người thay thế Kimmy mà. Kimmy thật có tỉnh hay không đâu có quan trọng đối với anh. Chị Kimmy không cho em nói với anh. Chị muốn về để coi thử ai đủ bản lĩnh để thay thế chị. Đồng ý. Anh là quản lý của em. Em sẽ nghe theo sự sắp xếp của anh trong công việc. Nhưng việc anh chọn một người để thay thế em như vậy là điều không thể chấp nhận được. Em phải hiểu. Anh làm tất cả những điều này là vì giữ lại hợp đồng và cả danh tiếng cho em nữa. Em thấy đấy. Clip vừa rồi Phúc đóng thế cho em đang làm rất tốt, lượt xem hơn cả 1 triệu view. Kể cả những shoot hình vừa rồi nữa cũng rất thành công. Chứng tỏ anh đang làm đúng mà. Được. Vậy công nhận là anh đã thành công đối phó phía đối tác. Vậy bây giờ xong rồi. Mình xóa clip, xóa hết những bộ hình đó. Em sẽ tự quay và chụp lại shoot hình mới. Anh đã bàn giao mọi thứ cho khách hàng rồi. Hình ảnh cũng đã được công khai. Bây giờ em bảo xóa. Anh biết xóa với lý do gì nào? Anh xin em, hãy làm từng bước theo hợp đồng đi. Và đừng có làm khó để mọi chuyện thêm rắc rối nữa. Em nhắc lại một lần nữa, em không muốn ai thay thế em hết. Việc anh tự đưa ra quyết định tìm người thay thế em đã là sai trước rồi. Nếu như mà bây giờ anh vẫn khăng khăng giữ lại quyết định đó, em sẽ công khai tất cả mọi chuyện cho mọi người biết đó. À, chị Kimmy, chị bình tĩnh nha. Anh Vũ sẽ làm theo ý của chị mà, đúng không anh? Thôi được rồi. Cô đừng tưởng có nét giống tôi mà có thể thay thế được tôi. Vai trò cô ở đây hết rồi. Mau rời khỏi đây. Và tất cả mọi chuyện sẽ được giữ bí mật sau khi cô trở về với thân phận thật của mình. Rõ chưa?